Đừng nói tại thằng Trung Cộng, tại thằng Việt Cộng mới chính xác. Thằng Việt Cộng mọi giờ cai trị dân bằng dùi cui, bằng súng đạn, bằng lựu đạn cây, bằng xe phá sóng, bằng xe phát âm thanh cực khủng làm điếc tai dân biểu tình, bằng lưới B-40, bằng nhà tù, bằng luật pháp mơ hồ mọi giờ như điều 331 lợi dụng quyền tự do dân chủ. Nói cho sang, chứ nước tôi làm gì có tự do, dân chủ mà lợi dụng. Nước tôi có thằng tham nhũng nhất thế giới như thằng Lù Trọng Thắng đạt điều lệ đảng để làm thêm nhiệm kỳ 3 chức vụ tổng bí thư. Thằng Việt Cộng bắt hết hàng ngàn người yêu nước như anh hùng Cấn Thị Thêu, anh hùng Nguyễn Thị Tâm, anh hùng Trịnh Bá Phương, anh hùng Nguyễn Năng Tĩnh. Họ đòi 3 điều tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Đó là 3 mục tiêu chung của toàn dân để làm nền tảng cho một quốc gia giàu, mạnh, hạnh phúc và phú cường như các quốc gia khác đang thực hiện. Việt Cộng cầm quyền theo chủ nghĩa cộng sản đã làm dân đói nghèo. Khi nghèo đói đầu gối phải bò, trong đân sinh ra đạo tặc làm mọi chuyện bất nhân, thất đức để mưu sinh cuộc sống. Trích từ Facebook của Đà Nẵng tôi yêu, sáng điểm tâm tô bún, có ướp tí hàn the, xong uống ly hóa chất được gọi là cà phê, chưa ghé tiệm cơm bụi, ăn bột mở trộn cơm, lợn siêu nạc kho trứng. Trứng nhân tạo vàng ươm, chiều nấu cơm hạt nhựa, với thịt bò, lên đầy, heo tẩm thuốc tàu khựa, bò tươi giói ai ơi, làm tô canh rau muống, tưới dầu nước xanh thêm tí cồn pha nước. Mặt vẫn đỏ bừng bừng, tới bạn bè rủ nhậu, uống hóa chất ủ men, khô mực cao su nướng, tê tái tấm tắc khen, 40 khám tổng quát, bác sĩ cấp văn bằng, ung thư giai đoạn cuối, da đồng nằm nắm trăng. Siêu tầm không rõ tác giả.